Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Sự giúp đỡ từ trái tim. Một sáng, bác sĩ tâm lý trị liệu Thomas tiếp một bệnh nhân. Đó là Jimmy, một cậu bé mới 10 tuổi, mồ côi cha mẹ từ lúc lên 5 trong một vụ tai nạn. Thiệt tội nghiệp cho cậu bé quá. Nó mồ côi cha mẹ lúc lên 5 tuổi, sau đó sống cùng bà nội. Mới đây người bà cũng qua đời sau một cơn đau tim. Từ khi vào trại trẻ mồ côi tới nay, cậu bé không nói một câu nào, suốt ngày thu mình ngồi trong một góc phòng. Tôi hiểu rồi. Bao nhiêu biến cố đi qua đời của một đứa trẻ 10 tuổi như nó, làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Tôi nghĩ cậu bé đang mắc chứng trầm cảm khá nặng đó. Xin bác sĩ hãy giúp đỡ, để Jimmy có thể hòa nhập được với bạn bè và sống vui vẻ, mạnh mẽ hơn. Có phải con tên là Jimmy không? Chà hà, cậu bé mấy tuổi rồi ta? Chúng ta làm bạn của nhau nha, Jimmy. Bác sẽ rất vui nếu có một người bạn như cháu đó. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn đó. Hãy để cậu bé mở lòng từ từ. Tuần sau gặp lại cháu nha, Jimmy. Nào, Jimmy, cháu chơi cờ vua cùng bác nha. Ồ, Jimmy chơi cờ cừ thiệt đó. Tuần này cháu lại thắng bác nữa rồi. 2 tháng sau. Tới lượt bác rồi đó. Chà, khó quá ta. Cho bác thêm ít phút suy nghĩ nha. Bác Thomas, cháu có thêm vài người bạn cùng trường rồi. Các bạn rủ cháu tham gia vào câu lạc bộ cờ vua. Bác thấy thế nào ạ? Ồ, tốt quá. Cháu phải đồng ý luôn chứ. Bác tin cháu sẽ là đối thủ đáng gờm trong câu lạc bộ đó, Jimmy ạ. Bác Thomas yêu quý, tuần này cháu không qua chơi cờ với bác được, nên gửi lá thư này nhờ cô giáo chuyển tới bác giùm. Dạo này cháu được nhiều bạn trong trường làm quen, kết bạn lắm ạ. Ngoài giờ học, tụi cháu hay chơi cờ vua với nhau, vui lắm. Sắp tới, trường cháu tổ chức hội thao, nên cháu đang phải tập luyện chơi cờ cùng các bạn. Hy vọng sẽ giành được chiến thắng đầu tiên trong đời mình. Bác nhớ cổ vũ cho cháu nha. Không, cháu đã có chiến thắng đầu tiên trong đời mình rồi đó, Jimmy ạ. Cháu đã vượt qua được bản thân và những biến cố đầu đời để trở thành một chàng trai mạnh mẽ, lạc quan như ngày hôm nay. Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng làm chủ đời mình, nha cháu. Mỗi người có thể giúp người khác theo cách của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là sự giúp đỡ ấy phải thực sự xuất phát từ trái tim, bằng sự cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu. Đôi lúc chỉ cần lặng im bên cạnh, không cần phải thể hiện bằng lời nói.